Hello em. Chào anh Tơ Quang, chào các anh chị em diễn đàn. Thì hôm nay chủ đề này là chúng ta nó đang thời sự và nó sắp tới ngày bầu cử rồi, cho nên cái chủ đề chúng ta cần làm rõ để mọi người để hiểu hơn về cuộc bầu cử và cái quyền dân chủ của công dân Việt Nam. Thì trước khi mà vô cái bầu cử của Việt Nam thì cũng nói thêm một chút về bầu cử của Mỹ sẵn của Tấn Phát hồi nãy nói ngắn gọn vậy. Thì cái đám chống phá thì nó luôn đem cái tiêu chuẩn của Mỹ để nó áp dụng vào Việt Nam mình. Nhưng mà thứ nhất, nếu cái bầu cử Mỹ nó ưu việt thì ở trên thế giới này có hơn 200 nước và vùng lãnh thổ, thì tại sao không có nước nào học tập nước Mỹ để thực hiện cái sự dân chủ giống như của Mỹ? Đúng không anh? Đó. Nếu mà dùng khác thì họ sẽ học tập, nhưng mà lần này không hầu như không có nước nào làm theo cái cách của Mỹ. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái bầu cử của Mỹ thì cái đợt bầu cử vừa rồi, một trong những cái cuộc bầu cử mà gây tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, thống kê là khoảng chừng 140 tỷ đô để bầu một người tổng thống. Đó là con số khủng khiếp. Nếu như ở Việt Nam chúng ta mà chỉ còn 1-2 tỷ thôi thì cái đám chống phá nó kêu gào ghê gớm lắm rồi. Tại vì cái nước có lý do ta, đúng không còn nghèo. Tại sao không lo cho dân, lấy cái tiền đó lo cho dân? Đó là cái bài, cái chiêu của nó, mồm miệng của nó. Nhưng mà nhìn lại nước Mỹ chúng ta thấy đâu phải nước Mỹ dân giàu hết đâu, không lẽ đầy mà 140 tỷ đô đó, nếu chúng ta giúp đỡ những người mà hôm lát, thậm chí những người Việt, người Mỹ nói tiếng Việt bên đó lang thang đó, thì họ đâu có cuộc sống cơ cực như vậy, đúng không anh? Yeah. Đó, 140 tỷ đó thì đâu phải của ông Trump hay ông Biden bỏ ra, mà những cái tài phiệt nó đứng phía sau nó bỏ ra. Thì cái dân chủ nó nằm ở đâu? Nếu như thí dụ như một cái doanh nghiệp lớn nó tài trợ cho ông Biden và ông Biden chúng cử, thì sau này nó có vi phạm gì ông dám nói nó không, đúng không anh? Đúng. Nó cho tiền ông quá mà sau này nó làm ăn gian dối đó, có dám nói nó không? Để nói lần sau nó không cho nữa lấy gì chúng cử. Hoặc là ngược lại, ví dụ ông Biden trúng mà mấy cái thằng ủng hộ Trump thì Biden có ghét không? Rõ ràng ghét, xong ghét tại sao mày ủng hộ Trump đó. Dân chủ nó vô cùng phi lý, nhưng mà nó luôn đem cái dân chủ đi áp đặt cho các nước dân chủ nhân quyền. Thì cái việc mà tốn kém như vậy đó là cái người ta thống kê thôi, còn nhiều cái khác nữa. Ví dụ đi vận động này kia thì dân người ta đi coi này kia, thì cái thời gian người ta không làm gì thì có đất phải lãng phí, phải tốn kém. Những cái đó đâu tính được. Ví dụ ngày người ta làm mấy chục đô mà giờ người ta bỏ công việc đi coi ông vận động thì có phải là tốn kém? Kéo dài đó. Và cái hệ quả của cái cách bầu cử của Mỹ là gì? Chúng ta thấy cái sự mà gọi là chia rẽ, sau bầu cử nó chia rẽ sâu sắc, giống như là nó tạo thành hai cái phe đối lập. Và cái sự kiện đồi Capitol nó cũng từ cái chia rẽ của bầu cử mà ra, từ chia rẽ phe ủng hộ Trump tới quậy phá đó. Thì cái đó có phải là ưu việt không? Cái dân chủ của Mỹ nó có ưu việt không? Không hề ưu việt. Chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy, chưa kể phiếu cử tri nó còn không có phụ thuộc, không có bằng cái phiếu đại cử tri này đó. Như cái đời trước bà Hillary, phiếu cử tri họ cao hơn, bà cao hơn, mà cuối cùng lại thua ông Trump là do đại cử tri bầu ông Trump. Dân chủ ở đâu? Dân đúng chủ rồi. Trực tiếp là cái người cử tri bầu trực tiếp, họ mới là cái người quyết định. Chứ nếu mà phụ thuộc vào các cái đại cử tri thì vận động làm gì cho tốn 140 tỷ như vậy? Mời mấy trăm ông đại cử tri vô cái hội trường thì ăn bịch bánh tráng trộn với ly trà sữa xong bầu xong về, tốn kém dữ vậy, đúng không anh? Đúng, chính xác. Nói thấy là Việt Nam mình có dân chủ hay không, và những cái áp đặt của nước Mỹ và Việt Nam mình có phù hợp không? Nói chung mình nói vậy thôi, mình không kê nước Mỹ kệ nó bầu sang kệ nó, nhưng mà đừng bao giờ đem áp đặt lên Việt Nam mình là phải như vậy này, phải dân chủ như Mỹ, phải. Trước giờ cái miệng lưỡi của cái đám chống phá nó luôn như vậy. Chính xác. Không phải gì dân chủ không, còn nhân quyền, còn đủ các kiểu khác.
Đó, thì sẵn cái bầu cử này, em nói tiếp lời của Tấn Phát để cho thấy rằng mỗi nước nó có một cái đặc thù riêng, không nước nào giống nước nào, đúng không? Nhưng mà cái dân chủ thì ở đâu cũng giống nhau, có nghĩa là cái người cử tri phải được cầm cái lá phiếu và bỏ chọn cái vị mà mình thấy đủ đức đủ tài, đó, đại diện cho mình, đại diện cho tiếng nói của mình, để mà thay mặt cái người dân ở đó họ họ họ, họ thực hiện cái nghĩa vụ của cái người đại biểu hội đồng dân và đại biểu quốc hội. Thì trở lại cái bầu Có cử câu như này vậy. nè Nam Phong, có câu này Nam Phong, thì trước khi trở lại cái vấn đề của trong nước chúng ta đó, thì anh xin đọc cái câu này coi Nam Phong thấy thế nào nha. Trước mỗi kỳ bầu cử, các cá nhân và hội nhóm có tư tưởng chống phá đã xuyên tạc trắng trợn tình hình và nội dung quy trình bầu cử tại Việt Nam. Họ xúi giục và kích động theo kiểu không biết không bầu. Để đối phó và vạch trần âm mưu này, chính quyền các cấp đã truyền thông rộng rãi, công khai thông tin cụ thể tới người dân. Hiệu quả của việc truyền thông này đã làm công dân hiểu và thực hiện tốt quyền bầu cử của mình, thể hiện trách nhiệm của mình. Kết quả là các cuộc bầu cử của chúng ta luôn thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Sau khi kết thúc bầu cử, tình hình chính trị xã hội Việt Nam luôn ổn định. Đây là một cái tát vào mặt những kẻ xuyên tạc về tình hình bầu cử của chúng ta. Thì Nam Phong thấy thế nào? À, với cái vấn đề mà chống phá thì nói chung là tụi cái bọn chống phá nó có nhiều cái bài, nhiều cái cách, và cái việc mà chúng ta hay nghe đó là không biết không bầu, là cái nhiệm kỳ bầu cử này là chúng ta nghe cái cụm từ đó. Nhưng mà chúng ta nghe, nếu mà những cái người hiểu biết bình thường thôi, tại sao không biết? Địa phương nào họ cũng thông báo ra đã trên đài, trên báo, rồi băng rôn khẩu hiệu, rồi kể cả bây giờ họ ở trong nhà họ không ra đường thì họ cầm cái smartphone thì cái thông tin bầu cử nó đầy rẫy trên mạng. Thời buổi thời đại nào rồi mà nói chuyện không biết không bầu, họ chỉ cần quan tâm là họ chỉ cần, thí dụ họ có trách nhiệm với đất nước mà họ không ra khỏi nhà cũng được, họ vô họ gõ thôi. Ví dụ là đại biểu quốc hội nhiệm kỳ này là ở thí dụ quận 8 chẳng hạn, là ai, là nó tự hiện ra tên tuổi địa chỉ rồi cấp bậc chức vụ hiện tại rồi quá trình công tác như thế nào họ đều nắm được hết. Cái nói chuyện không biết không bầu là cái chuyện của cái đám chống phá, mà lúc nào cái luận điệu xuyên tạc thì lúc nào nó cũng vậy, Đúng rồi. dễ bẻ. Những một cái người bình thường mình hiểu biết mình sẽ bẻ được. Tại sao không biết không bầu ở cái thời buổi này nói cái câu đó thì nó quá vô lý đi. Chúng ta nhớ là gì, sau cách mạng tháng 8 năm 45 và cái cuộc bầu cử năm 1946 đầu tiên của nước mình, cái thời đó các anh thấy không, dân họ đi bầu, lúc đó họ có công nghệ thông tin không, đường xá đi lại nó có thuận lợi không đó, Đúng tại rồi. sao họ vẫn đi bầu được? Ủa, họ không biết họ bầu ai? Chính xác. Chúng ta nhìn đó, chúng ta thấy so sánh để thấy cái luận điệu chống phá lúc nào cũng đê hèn, dơ giấy bẩn thỉu lắm. Đó thì rồi cái chống phá nó nhiều mặt nữa, là nó gì, giới thiệu những cái thành phần bất hảo để vô gọi là ứng cử với đại biểu quốc hội. Tụi nó biết chắc rằng không bao giờ thành Lọt công qua được, đâu, đúng nhưng rồi, mà nó muốn muốn gì, đánh bóng tên tuổi. đúng. Đó, như ví dụ như Lê Chí Thành chẳng hạn, đánh bóng tên tuổi để kiếm like, kiếm kiếm view trên YouTube, để kiếm sống thôi. Bây giờ làm gì sống? Đó, đánh bóng tên tuổi, và cái kết cục của cái việc đánh bóng tên tuổi là bây giờ đang ngồi chờ xét xử, rồi mấy lão dân chủ cụ già nông địch cống này kia bị loại ngay vòng gửi xe. Bởi vì dân, khi chúng ta đưa ra ở dân địa phương họ biết cái bản chất, họ đâu có đồng ý, mà thật sự nhân dân họ sáng suốt anh. Nếu Đúng. chúng ta bầu ra những vị đại biểu quốc hội mà tâm không sáng, không có đức, bất tài nữa, thì em nói thật sự sẽ có nhiều cái vụ án như Đồng Tâm sẽ xảy ra nhân dân cũng tương đối sáng suốt để mình loại trừ hậu họa. Em nói thẳng ra loại trừ hậu họa, bởi vì cái việc mà chúng ta
thay đổi cái điều đó đó Nam Phong. Cái điều đó chứng tỏ là ở Việt Nam chúng ta, đúng không, thứ nhất là người dân đã có niềm tin vào lãnh đạo, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền ở Việt Nam rất là sâu sát, chứ không hề mà hời hợt hay là gọi là làm cho có, tức là họ làm rất là nghiêm túc, đúng không, mới truyền đạt được cho đến người dân, để người dân họ thấy được họ cái niềm tin của họ nằm ở đâu, đặt ở đâu, và họ nắm rõ được hết mọi thông tin, kể cả những cái chuyện khác. Giống như nãy Nam Phong vừa nói về vấn đề là những tay kia tự đánh bóng tên tuổi, nhưng mà thực ra rõ ràng cái câu chuyện đánh bóng với ai, đánh bóng với những thành phần phản động ở bên ngoài thôi, đúng không ạ? Để nó dựa vào đó nó cổ suý, là nó dựa vào đó nó cổ suý để xây dựng hình ảnh nó chống phá. Chứ còn thực tế ra người dân nhận thức rất là rõ ràng, bởi vì nó dẫn đến câu chuyện là gì, những cái nhân vật đó là bị loại ngay từ vòng gửi xe. Điển hình như trước là như thời kỳ trước là có tay gì, Nguyễn Quang A đó, đó Nam Phong với mọi người thấy rõ không đó, tức là vấn đề là sao. Anh đồng ý với Nam Phong là người dân chúng ta bây giờ họ rất là sáng suốt, họ nhìn ra được hết tất cả các vấn đề, cho nên là không qua mắt được nhân dân. Anh đồng ý với Nam Phong ở điểm này. Anh xin mời Nam Phong tiếp tục. Rồi cái vấn đề mà bầu cử á, thì chúng ta đã có luật đúng không, và chúng ta tuyệt đối không coi như là đồng ý với cái việc mà các ứng cử viên vận động hành lang, giống như là cái chuyện vận động bên nước Mỹ họ hợp pháp nhưng Việt Nam thì bất hợp pháp. Nó tạo sự công bằng anh phải qua, bởi vì sao, khi mà vận động như nước Mỹ thì ông nội nào có tiền nhiều là ông nội đó chiếm ưu thế, đúng không anh? Còn đây chúng ta là mọi ứng cử viên khi xuất phát điểm là công bằng nhau, ngang nhau hết, trừ là anh thể hiện như thế nào để dân người ta bầu, có nghĩa là anh thể hiện được anh là một người có đạo đức, đúng không, có trình độ đó, chứ không phải anh thể hiện là anh có tiền. Tiền đó nó không mang lại cái sự công bằng. Ví dụ anh có trình độ, anh có đạo đức thì dân người ta thấy ông này có thể đại diện cho mình, nó bầu, đúng rồi. Nói chuyện sau này nó như thế nào thì còn tùy nữa, chứ nói chung mấy trăm đại biểu không phải ai cũng như ai. Rồi có những cái người, con người mà anh nó thay đổi theo thời gian, có khi bây giờ họ là người tốt nhưng mà sau này họ lại trở thành người không ra gì đó. Mình đó, con người mình không thể mà mình hiểu được, nhưng mà đó trước mắt thì ví dụ như họ tốt chẳng hạn, họ thấy dân họ thấy ở những người này xứng đáng họ bảo thôi, còn sau này như thế nào thì cái đó là chuyện sau này đó. Thì đó là okay. Nói đến ứng cử viên mà trước khi bầu cử đó, thì nãy anh Tấn Phát với anh Hùng đã chia sẻ nhiều về cái quy trình rồi. Thì nó rõ rồi, nó có quy trình hết, nó có luật mà, nó có luật hóa rồi, không phải muốn làm gì làm đâu đó. Thì bây giờ em xin chia sẻ thêm với anh về cái cơ cấu. Bây giờ chúng ta làm rõ về cái cơ cấu trong Quốc hội nha, bởi vì cái từ cơ cấu này nó dễ gây hiểu lầm, kể cả những cái đám chống phá cũng bấu víu vào cái từ này, là cho đó. Rằng cơ cấu có nghĩa là đảng đã sắp xếp thành cơ cấu rồi, để vô đó chỉ bầu cho nó thôi, có nghĩa là không có dân chủ, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu được cái từ cơ cấu, hiểu được cái từ cơ cấu thì chúng ta sẽ thấy nó không có như những cái đám chống phá nó xuyên tạc. Cơ cấu là nghĩa như thế nào? Ví dụ đại biểu quốc hội chúng ta là các vị đại diện cho nhân dân, các cái tầng lớp nhân dân ở khắp cả nước đó. Có vị thì đại diện cho nông dân, có vị thì lại đại diện cho công nhân, có vị đại diện cho trí thức, có vị đại diện cho quân đội công an, đúng không, cho tôn giáo, cho dân tộc, rồi các cái vùng miền đó, tỉnh này tỉnh kia đều có các cái vị đại biểu quốc hội họ đại diện hết. Có nghĩa là sao, chúng ta muốn là nhân dân, tất cả các người dân sống trên cái đất nước Việt Nam này đều được cái quyền có cái tiếng nói đến với cái quốc hội chúng ta, cái cơ quan quyền lực cao nhất đó, quốc hội. Thì cái việc cơ cấu này là cái việc mà nó phản ánh cái sự quan tâm của cái chế độ chính trị đối với tất cả các người dân, chứ không tập trung vào cái số nào hết đó, không tập trung vào trí thức hay là vào những cái thành phần mà nó có điều kiện trong xã hội, mà tất cả các người dân, các cái đoàn thể đó, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, chữ thập đỏ, là cựu chiến binh đều có cái để mang tiếng nói của họ đến với quốc hội, với cái cơ quan này là cao nhất đó. Thì em chia sẻ thua lên thêm một cái về cái quốc hội
tại sao lại nói là cơ quan quyền lực cao nhất? Quốc hội chính là cái cơ quan mà soạn ra, đúng không? Hiến pháp rồi các cái luật, cái bộ luật, và họ bầu ra các cái chức danh của nhà nước, của bên cái ngành hành pháp và lập pháp, nhà nước và bên lập pháp, từ tòa án tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đó, chính vì thế quốc hội được xem là cái cơ quan quyền lực cao nhất ở một đất nước, cụ thể là Việt Nam mình. Rồi em đi sâu vô thêm một chút về cái này, nó liên quan đến cái vấn đề dân chủ á. Thì tại vì bao nhiêu năm nay chúng ta thấy là cái việc mà xuyên tạc dân chủ nhân quyền thì nó không bao giờ, nó cũ nhưng mà nó luôn mới, đúng không anh? Dân chủ nhân quyền thì đó là cái chiêu bài. Thì giờ em muốn nói luôn là cái dân chủ của mình nó qua cái việc bầu cử này như thế nào. Thì chúng ta ở Việt Nam mình có hai cái cách thể, cái dân chủ nó có hai mặt đó. Thứ nhất là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Đó, thì cái trực tiếp là sắp tới này nè, ngày 23 tháng 5 này nè, các cử tri cầm lá phiếu đi bầu trực tiếp. Đó, trực tiếp mình cầm lá phiếu mình tới mình bỏ cái thùng đó, bầu ai, bầu vị nào, đó là trực tiếp. Hoặc là có một số cái hình thức trực tiếp như là chúng ta đóng góp vô hiến pháp sửa đổi chẳng hạn, đó là cũng là một cái hình thức dân chủ trực tiếp mà cử tri chúng ta tham gia. Nhưng mà cái trực tiếp đó thì nó ít, nhưng mà dân chủ đại diện thì nó nhiều hơn. Đại diện có nghĩa là khi chúng ta gửi cái niềm tin chúng ta vào cái vị đại biểu quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân các cấp, thì các vị đó lại đại diện cho chúng ta, đó, đại diện cho cử tri ở đó, hoặc là cái bộ phận cái dân tộc đó, hoặc là cái nhóm người đó, đó truyền đạt lại cái tâm tư nguyện vọng của người dân ở đó đến với đại biểu quốc hội. Đó. Ví dụ như tôi lấy một cái ví dụ như là cái đồng bào dân tộc đi ở Tây Nguyên đi, họ bây giờ họ cái năm đó họ bị mất mùa vì hạn hán đó, khi mà đại biểu quốc hội ở cái địa phương đó họ đi về tiếp xúc cử tri thì họ đề đạt nguyện vọng là quốc hội phải đề nghị với các cái cơ quan có trách nhiệm ở trung ương đó, về xem xét là cái khoan giếng cho đồng bào, hay là làm kênh mương thủy lợi, hay là những cái chính sách hỗ trợ cho đồng bào chúng tôi bị thiệt hại, ví dụ vậy. Tức là sau đó thì cái vị đại biểu quốc hội đó sẽ về họp và họ đề đạt cái nguyện vọng của người dân nơi đó tới các cái cơ quan trách nhiệm ở trung ương. Có nghĩa là những cái vấn đề nó phải mang tầm vĩ mô, chúng ta mới mang lên đại biểu quốc hội, chứ không phải cái chút xíu cái cạnh tranh, cái hàng ranh, cái con đường, hay là những cái chuyện vặt vãnh ở xã phường chúng ta đem tới đại biểu quốc hội là không được. Tại vì chúng ta đã có phân cấp hết rồi, ở đâu thuộc xã thì xử lý thì xã tới đó thôi. Ví dụ tranh chấp cái hàng ranh ra ủy ban hội đồng dân xã ý kiến, đúng không? Mà cao hơn chút là huyện và xíu nữa là tỉnh, chứ không phải chuyện gì cũng đem lên quốc hội không thời gian xử lý được hết tất cả những cái gì xảy ra ở cái đất nước này. Và chúng ta phải thế nào nó mang tầm vĩ mô cao nhất thì chúng ta đề nghị lên quốc hội xử lý nó vậy thôi. Và chúng ta trước giờ rất nhiều người chúng ta lãng phí cái việc cái tiếng nói của chúng ta nè. Chúng ta nếu có cái vấn đề gì, chúng ta nên tham gia những cái cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu nhân dân, hội đồng dân và quốc hội. Chúng ta sẽ thấy nó rất hay. Ví dụ như chúng ta cần có cái tâm tư, tình cảm hay vướng mắc để tranh chấp bất cứ gì mà chúng ta đúng, chúng ta cũng có thể đến để mà chúng ta thực hiện cái quyền của mình. Đó, cái quyền của công dân chúng ta đề nghị là các vị phải bảo vệ, phải lắng nghe tâm tư và mang tâm tư nguyện vọng của chúng tôi đến đó, đến cái cơ quan đó. Họ sẽ trả lời ngay các vị luôn, hoặc là các cái cơ quan kia họ sẽ tiếp thu ý kiến đó và họ có cái xử lý đó. Đó cái mà chúng ta lãng phí trước giờ, rất ít các vị nào làm được cái việc đó. Đó, các vị cứ đi tham gia tiếp xúc với chị, các vị sẽ thấy nó có những cái rất dân chủ đó. Thì về cái bầu cử thì em xin chia sẻ đó, thì một vài cái nội dung để làm rõ hơn là cái ý nghĩa của cái cuộc bầu cử sắp tới của Việt Nam mình nó như thế nào, nó có dân chủ hay không. Đúng rồi, thì các bạn thấy rồi, nó hoàn toàn dân chủ. Và nếu chúng ta
thực hiện tốt và chúng ta biết cái vai trò trách nhiệm. Ở đây em xin nói thêm nữa là cái việc đi bầu không phải là nghĩa vụ, đó là quyền lợi nữa, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cử tri, mỗi công dân, chứ không phải quyền lợi không đâu, là nghĩa vụ. Nghĩa vụ nghĩa là anh phải đi làm, đi bầu. Anh có quyền lợi nhưng phải gắn với nghĩa vụ, không phải đi bầu. Thì cái phần chia sẻ của em là để làm rõ thêm cái chủ đề của anh Thơ Quang. Đó, thì ok, thì thêm bớt, hoặc là các anh chị em nào có cái vấn đề gì đó, thêm cho coi như là để cho các bạn hoặc các anh chị em khác hiểu thêm về bầu cử của Việt Nam. Qua đó cũng phản biện thêm một vài vấn đề cái đám chống phá, để thấy rằng Việt Nam có dân chủ. Đúng rồi. Đó, Việt Nam ta có cái cách làm riêng. Đúng rồi. Như Mỹ hoặc là như các nước khác. Đó. Rồi, xin cảm ơn anh Quang đã cảm ơn Nam Phong nha, đã chia sẻ rất là, mỗi 11 góc nhìn như vậy á, thì chúng ta sẽ ra vấn đề nó rất là hay.